Tập 25. Phùng Kinh Nghiêu kêu tôi tới cảm ơn anh. Tôi cũng muốn nói cảm ơn anh lắm. Giang Cường à, hai chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi, anh nghĩ là tôi sẽ nhận sao? Đinh Lực đuổi bọn lưu manh đi, đúng là đã là một chuyện tốt cho người dân ở đây. Nếu sau này Phùng Kính Nghiêu có làm chuyện gì có lỗi với người dân Thượng Hải thì tôi cũng sẽ viết đúng sự thật. Nếu tôi biết hôm nay là ông chủ của anh mời cơm thì tôi đã không tới rồi. Với lại tôi viết bài đó hoàn toàn nói đúng sự thật, không có liên quan gì tới chuyện tôi và anh là bạn. Tôi cũng không dám mong anh sẽ thay đổi giống như tôi. Có lẽ Phùng Kinh Nghiêu có mục đích riêng của mình, nhưng nếu như kết quả là tốt thì tại sao chúng ta không thuận nước giống thuyền chứ? Biểu hiện lúc này của Phùng Kinh Nghiêu thật sự là tốt vô cùng, nhưng anh không hề thắc mắc ông ấy là đại ca trong giới xã hội đen mà lại hành động như vậy. Anh không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Có lẽ ông ấy cần những mối làm ăn chính đáng. Hy vọng là vậy, nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Mặc dù công ty Kiến Trung trên danh nghĩa là một công ty mậu dịch, nhưng tôi dám cá với anh, hàng buôn bán ở đó tuyệt đối không phải là thứ gì đàng hoàng đâu. Ông Phùng à, tên Cửu lại xuất hiện ở Lệ Đô nữa đó. Hắn chưa chết à? Hắn tới Lệ Đô để làm gì? Cũng không biết nữa. À, Đinh Lực đã cho hắn 1.000 đồng chơi bài, bây giờ đang quan sát hắn. Ờ, Đinh Lực đã nắm cách làm rồi, làm được chuyện lớn rồi. Cứ để Đinh Lực quan sát hắn. Dạ. Giang Cường à, tôi kể chuyện một người với anh, anh đừng có kinh ngạc nghe. Nói đi. Phương Diễm Dân, nghe nói bây giờ cổ là gái bao sang nhất ở bến Thượng Hải này. Không tin. Tôi không tin thật đó, nhưng mà tôi đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy thật rồi. Thật đó. Nè, bây giờ anh có liên lạc với cổ không? Nghe nói có quan hệ không được rõ ràng lắm với Phùng Kính Nghiêu. Vợ bé không ra vợ bé, người tình cũng không ra người tình. Sao lại nói cô ấy như vậy? Cô ấy không phải là bạn của chúng ta sao? Cô ấy là người như thế nào anh lại không biết à? Người khác coi thường cô ấy đã đủ rồi, bạn bè với nhau sao còn nói cô ấy như vậy? Cô Phương, chơi một mình sao? Là ông à? Đúng vậy, là tôi đây. Lâu quá không gặp, nhớ tôi có phải không? Cưng à, ngồi yên đi, để người khác nhìn thấy người ta sẽ cười đó. Hôm nay hình như không có ai chơi với cô, để tôi bầu bạn với cô nghe. Ông tránh ra không, nếu không thì tôi la lên.
Được thôi, là đi. Cùng lắm thì mọi người sẽ tưởng tôi muốn ngủ với cô. Loại phụ nữ như cô, thêm hay bớt một người ngủ với cô thì có khác biệt gì đâu. Cô chỉ là một con điếm. Nếu để con cáo già Phùng Kinh Nghiêu đó biết cô và Hứa Văn Cường có quan hệ với nhau thì cô đừng hòng ở đây làm ăn nữa. Ông là đồ lưu manh, ông muốn gì? Tôi muốn cái gì cô thừa biết mà. Cô cưng, ngoan đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ không biết cái gì hết. Còn nếu như cô không ngoan thì tôi không phải là tôi nữa. Cách đối nhân xử thế của tôi ở bên Thượng Hải này cô đã biết quá rõ rồi. Đặt một phòng đi. Ông là đồ khốn. Phương Diễm Dân này không phải là mới sống 1-2 năm ở bến Thượng Hải, với sức của ông mà bây giờ muốn chơi tôi sao? Ngậm miệng của ông lại đi. Nếu như ông dám nói lung tung thì nhờ người khác nhặt xác giùm ông. Cô Phương, có phải lão già đó muốn kiếm chuyện với cô không? Cho xe đưa tôi về nhà có được không? Tôi đưa cô về. Con điếm khốn kiếp. Cảm ơn anh Lực. Cô Phương một mình nhớ để ý nha. Anh Cường có thời gian sẽ tới thăm cô. Anh đã sắp kết hôn với cô Phùng có phải không? Đã định ngày cưới chưa? Tôi không biết. Anh em tôi không bao giờ nói với nhau về chuyện tình cảm đâu. Thật ra trong thời gian này anh ấy không nên đến thăm tôi. Có thể kết hôn với cô Phùng, có thể gặp được một người phụ nữ yêu anh ấy tới như vậy, chúng ta phải thấy vui cho anh ấy, không phải sao? Thank you.
đi đâu hết rồi? Anh Cường, chuyện gì vậy? Nè. Anh là ai vậy? Muốn cái gì đây? Ai vậy? Vừa hứa Văn Cường, kêu hắn làm hai chuyện. Thứ nhất, kêu hắn chuẩn bị 5 vạn tiền mặt. Thứ hai, hứa Văn Cường và Đinh Lực, hai thằng chết tiệt này, phải quỳ lại tôi 8 lại ở trước nhà hát Lệ Đô. Nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ không làm xong mấy chuyện này thì mấy tấm hình của cô sẽ xuất hiện trên trang báo ngày mốt ở bên Thượng Hải, toàn là trang nhất của các tờ báo. Đây là địa chỉ của tôi, giao cho Hứa Văn Cường đi. Còn điếm chết tiệt, thứ khốn kiếp. Ừ.
Anh Cường, dậy rồi hả? Sao lại ngủ ở nhà của em vậy? Em đang định hỏi anh đó chứ. Tối qua anh uống say bí tỉ nằm gục ngay trước nhà em luôn. Nên em đưa anh về chỗ em nghỉ nè. Uống dài mà uống dữ vậy? Lộ Chinh Thương, em biết ngay là cái thằng đó không có tốt lành gì mà làm cho anh uống dữ vậy. Đừng có nói lung tung. Tụi anh là bạn học hồi trước, gặp lại nhau mừng mà. Hắn chỉ muốn bám lấy anh để kiếm chác gì đó thôi. Không nói với em nữa, anh phải đi đi. Nè, anh muốn đi đâu? Tới bến cảng. Thôi đừng có đi, ngủ thêm lát nữa đi. Anh ra bến cảng làm gì? Bây giờ bên ngoài có nhiều lời đồn, anh phải ra bến cảng một lát coi hàng của chúng ta thế nào. Anh Cường, vậy em đi chung với anh nha. Không cần đâu, em lo việc của em đi. Vậy anh xuống dưới ăn chút gì trước đi. Được rồi, không cần lo cho anh. Alo, anh Lực phải không? Tôi là thư ký Trần. Hồi nãy nhà cô Phương gọi điện tới, nói cô Phương sẽ ra chuyện rồi. Tôi lại không tìm thấy giám đốc Hứa. Anh nhắn lại giùm tôi được không? Anh Cường, mau ra. Anh Cường à, chuyện này ra ngoài hết đi. Em biết từ trước rồi. Chú Tường nói, khoan nói với anh trước, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mà. Chú Tường kêu em giết người thì em giết người. Chú Tường kêu em phóng hỏa thì em phóng hỏa. Chú Tường kêu em làm cái gì thì em làm cái đó. Em có đầu óc hay không vậy? Em chỉ biết em là người của ông Phùng. Ông Phùng có ơn với em, cứ em làm gì thì em làm cái đó thôi. Lực à, vũ khí, vũ khí, người khác anh mặc kệ. Em, anh, hai anh em chúng ta không được đụng tới, không được đụng tới. Bên cô Phương gọi điện thoại tới, hình như xảy ra chuyện gì rồi. Trịnh Trịnh, lại đây. Con định đi đâu vậy? Cửa hàng Bách Hóa. Đi một mình à? Con đương nhiên muốn đi một mình rồi. Không tính tụi nó. Ông Phùng à, lâu lắm rồi không thấy ông vui như ngày hôm nay đó. Làm cha mẹ ai cũng vậy thôi. Đừng có đi theo anh. Chào anh Hứa. Thank you.
nghỉ ngơi cho khỏe. Lát anh mời bác sĩ tới khám cho em. Anh nhất định sẽ bắt thằng khốn kiếp đó phải trả giá. Văn Cường, cũng tại em không tốt, anh mặc kệ em đi. Hắn muốn hại anh mà. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Sáng sớm hôm nay tôi vô phòng của cô Phương thì thấy cô Phương bị thương rồi, đồ đạc ở trong phòng lộn xộn lên hết. Có hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Tôi có hỏi nhưng mà cô Phương không có nói. Anh Cường, anh Cường à, anh Cường, cô Phương cổ. Anh Cường à, định làm gì thì làm, đừng đi theo anh. Anh Cường, cô Phương đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Giờ anh muốn đi tìm ai vậy? Anh đã nói với em rồi, chuyện này không có liên quan gì tới em. Em mặc kệ anh. Không được. Em là ai? Em là em của anh mà. Anh đừng có tưởng em nhìn không ra, sắc mặt của anh hôm nay lạ lắm. Chắc chắn Phương Diễm Vân là có chuyện gì rồi. Anh Cường, em là em của anh, chuyện của anh tức là chuyện của em. Được, anh nói em nghe. Giám đốc Hứa, anh vô đây với tôi. Ngày mai chuẩn bị 5 vạn tôi cần dùng. 5 vạn? Chuyện này hơi khó rồi. Khó thì tìm cách giải quyết. Ngày mai nếu tôi không nhìn thấy tiền ở trên bàn của tôi thì anh cút ngay cho tôi. Dạ, dạ giám đốc Hứa. Em cũng không định tới đây. Em nghĩ là anh kẹt chuyện gì đó nên mới trễ hẹn. Nhưng em muốn anh giải thích rõ ràng trước mặt của em. Anh làm sao vậy? Sao sắc mặt của anh khó coi vậy? Có chuyện gì à? Không có. Anh thì có chuyện gì chứ? Sao em tới đây vậy? Đầu óc của anh để đâu rồi? Em lại chờ anh lâu lắm rồi phải không? Thực xin lỗi, em ngồi một lát, anh đi rót nước cho em. Anh có tâm trạng gì đừng có giấu em. Nói em nghe đi. Anh nói cho em nghe thì em sẽ không giận nữa, sẽ bỏ qua cho anh. Anh thì có tâm sự gì chứ? Tin anh đi, không có gì thật mà. Anh đang làm việc thôi. Anh không có làm việc. Anh đang nghĩ gì đó?
Bây giờ anh đang làm gì? Được rồi. Anh ăn cơm trưa chưa? Đi ăn cơm với em đi. Anh ăn rồi. Có đẹp không? Đừng có giỡn được. Anh xin lỗi. Anh thấy trong người hơi khó chịu. Anh thấy không được khỏe. Anh quá đáng lắm. Chưa bao giờ có ai dám đối xử với em như vậy. Alo. Diễm Vân à, trong người thấy đỡ chút nào chưa? Tối hôm nay có một vị khách quan trọng tới nhà. Là ông lợi sĩ tay người anh đó. Ông ấy cứ muốn được làm quen với em. Anh nói là em chắc chắn sẽ tới gặp gỡ nói chuyện với nhau. Được. Anh cho xe tới đón em. Được. Đây là phòng của con gái. Khi không con trai vào phòng của con gái để làm gì? Thời gian 1 phút. Trong vòng 1 phút, nếu lý do anh không thuyết phục được em thì em sẽ bỏ mặc anh luôn.
sao không lên tiếng đi? Anh không có gì để biện minh cho mình. Hôm nay đúng là đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Bây giờ anh không nói được. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói với em. Nhưng nếu em vì chuyện này mà bỏ mặc anh, hoặc là không chịu bỏ qua cho anh, thì anh cũng đành chịu. Anh tới là để nói với em. Món quà em tặng cho anh, anh thích lắm. Bỏ qua cho anh rồi. Em bỏ qua cho anh. Không phải vì anh đã thuyết phục được em, mà vì em không hề có ý bỏ mặc anh đâu. Anh có chuyện gì, đừng có giấu em. Em có thể chia sẻ với anh mà, có biết không? Sau này có chuyện gì đi nữa cũng không được nạt em. Ba của em nóng tính tới như vậy, từ nhỏ tới lớn cũng chưa bao giờ nạt em. Nghe thấy không? Chủ, cô Phương tới rồi. Cô Phương tới rồi hả? Ông Phùng, mời ngồi. Cô Phương cũng biết nói tiếng Anh nữa đúng không? Lát nữa ông lợi sĩ tới đây, cô nói mấy câu tiếng Anh nữa nha. Trinh Trinh à. Hả? Con vô đại học cũng được học tiếng Anh phải không? Có cô ấy nói được rồi, không cần con phải nói nữa, đúng không Văn Cường? Văn Cường, thật ra người ta chỉ nói bừa thôi. Thứ tiếng tôi nói rành nhất chính là tiếng Bắc Bình. Chỉ có khi nào nói được tiếng Bắc Bình mới thấy thoải mái nhất. Ông Phùng, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Con cũng muốn đi vệ sinh. Tôi gọi điện thoại tới nhà ông lợi sĩ xem thế nào. À được.
Cô Phùng có chuyện gì muốn nói sao? Cô thích Văn Cường có phải không? Xin lỗi cô, hôm nay tôi không muốn nói về vấn đề này. Tôi thì muốn. Cô Phùng, người phụ nữ Văn Cường yêu là cô, không phải là tôi. Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, tôi coi Văn Cường như là em trai. Cho nên vấn đề này mai mốt chúng ta đừng nhắc tới nữa. Văn Cường yêu cô đã không dễ dàng gì, cô nên có lòng tin ở anh ấy. Anh ấy nói vậy với cô sao? Chuyện này cần phải nói ra sao? Con gái của Phùng Kính Nghiêu, người bình thường ai dám yêu? Ông ta không ở nhà, người ở lãnh sự quán cũng nói không biết. Người anh là như vậy đó, chờ thêm lát đi. Bọn họ làm gì lúc nào cũng thận trọng, mình có sốt ruột cũng vô ích, kiên nhẫn chờ một chút vậy. Nè Văn Cường, anh biết không, hôm nay đầu bếp nhà em mời về là người làm món tay giỏi nhất ở Thượng Hải đó, có phải không vậy ba? Anh phải ăn nhiều lên đó. Ông Phùng, có chuyện gì? Ông lại sĩ không có ở nhà, nó là đi chơi bowling ở câu lạc bộ rồi. Hắn làm vậy là ý gì? Để tôi tới câu lạc bộ. Thôi khỏi đi, không tới thì thôi. Hắn muốn chơi chúng ta, không còn lý do gì khác nữa đâu. Không tới thì không tới, chúng ta tự ăn đi. Nè ăn đi. Ông Phùng, tôi muốn xin phép về trước. Ăn xong rồi hãy về. Tôi thấy hơi nhức đầu, muốn về nghỉ ngơi sớm. Được, cũng được. Không khỏe à? Không, tôi không sao. Tôi xin phép. Để tôi đưa cô Phương về. Ba, kêu chú Tường đưa đi. Cũng được. Văn Cường, ông Phùng, tôi về.